Cái xin chào tất cả mọi người quay lại kênh YouTube của mình Anti YouTube. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app cho những bạn nào mà các YouTube hoặc là bạn nào cũng tải về để làm cho chính mình cũng được. Đây, đầu tiên các bạn lên đây, lên cái hàng Play nhé. Nè, mình thấy các bạn search cạp đây. Cạp cụt đây rồi. Ấn vô đây, mọi người thấy cái trên đây nè. Đó, mọi người ấn vô tải nhá. Đây là mình đã tải rồi, mình sẽ mua mở nhá. Rồi ok. Chờ khá là lâu, chúng ta mình sẽ vô một đường này cho nhanh. Đây, sau đó mọi người có thấy cái chữ mẫu ở phía dưới, mọi người ấn vô, ấn vô gì nó hiện ra này, mẫu nè, mọi xuống, mọi người ấn vô mẫu, chờ một xíu nhé. Đây, mọi người thấy mấy cái video đây không nhỉ? Người ấn đại một cái video đi, mình không nên biết là video gì đâu, mình sẽ chọn mình. Mình thì đang đợi họ, còn họ thì đang vui vẻ bên người khác. Nếu mọi người thích cái video này, mọi người ấn vào sử dụng mẫu, ấn vô, xong rồi chọn hình ảnh hoặc video mà mình muốn. Đây, mình sẽ ví dụ một cái trước nha, mình sẽ chọn hình ảnh này đi, mình ấn tiếp theo này. Rồi các bạn đấy, lại ấn xuất, có chữ xuất trên đây này mọi người, đây xuất, chữ xuất này ấn. Rất mọi người muốn đăng TikTok thì thích đăng, mình sẽ ấn xuất để đăng YouTube. Rồi mọi người sẽ chơi ra một cái vòng này, nó đi hết tới 100% nha mọi người. Rồi bây giờ mình cùng nhau chờ 100% nha mọi người. Đã 2, 3, 4, 5, 6 rồi, chờ một lúc thôi. Thế là các bạn đã có một video rồi. Mọi người đăng lên YouTube, TikTok hoặc là mọi người có thể làm riêng cho mình, mình tự xem, mình tự ngắm mình. Mình dừng để đăng lên YouTube nhá, TikTok thì mình gãy rồi, mình không làm nữa. Mình cũng xóa TikTok rồi. Vì TikTok cũng khá là nặng máy, mình còn phải tải rất là nhiều app để làm YouTube nữa ấy. Mà đừng có hỏi mình nhiều về cái TikTok nghe. Ôi vừa mình đánh một hồi thôi mà đã chín mấy rồi nè. Ôi đã xong rồi. Mọi người ấn chia sẻ lên TikTok hoặc là Instagram, Facebook. Mọi người ấy nhá, mình sẽ ấn xuống nha, mình không chia sẻ đâu cả. Mình sẽ ấn edit video rồi đăng YouTube thôi. Cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình nha. Bye bye mọi người.